Truyền thông nhà nước Nga nói rằng, nước này sắp đưa tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT vào làm nhiệm vụ chiến đấu, sau khi biên chế vũ khí này hồi tháng 9. Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga nói với TASS rằng, trung đoàn đầu tiên được trang bị tên lửa SAMAT sẽ nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng tên lửa chiến lược vào tháng 12 năm nay. Trung đoàn SAMAT đầu tiên sẽ làm nhiệm vụ chiến đấu trong khuôn khổ đơn vị UCHUA của lực lượng tên lửa chiến lược vào tháng 12 năm nay, nguồn tin cho biết. Trước đó, Yuri Borisov, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, ngày 1 tháng 9 tuyên bố tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT, một trong những vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Nga, đã được đưa vào biên chế. Loại vũ khí này được cho là có tầm bắn xa nhất và là tên lửa hạng nặng nhất trong kho vũ khí Nga. Cuối năm ngoái, Tổng Giám đốc Trung tâm Tên lửa Nhà nước Makeyev Vladimir Dektya cho biết hoạt động sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM AS-28 SAMAT đã bắt đầu ở Nga. Theo ông Dektya, tên lửa -28 rupee Ấn Độ SAMAT sẽ được xem là lực lượng nòng cốt để bảo vệ an ninh quốc gia Nga trong 40-50 năm tới và tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Ông cho biết tên lửa này sẽ trở thành phương tiện răn đe hạt nhân chính và đảm bảo duy trì hòa bình trong môi trường địa chính trị hiện nay. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã thử nghiệm thành công tên lửa AS-28 phóng từ giếng phóng. -28 rupee Ấn Độ SAMAT sẽ thay thế AS-20 Vyvoevoda, tên lửa chiến lược mạnh nhất hiện có trong kho vũ khí Nga. Quá trình phát triển -28 rupee Ấn Độ SAMAT đã bắt đầu từ hơn một thập niên trước vào năm 2011. SAMAT là tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang theo 10 đầu đạn nhiệt hạch lớn hoặc 16 đầu đạn nhỏ hơn hoặc kết hợp cả hai để áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Mỗi đầu đạn của SAMAT có thể tấn công một mục tiêu riêng biệt. Ngoài ra, tên lửa SAMAT cũng có khả năng mang tối đa 24 thiết bị phóng siêu vượt âm Avangard, khiến nó trở thành vũ khí đầy uy lực. Avangard có khả năng bay nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh. Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố SAMAT là tên lửa mạnh nhất với tầm bắn lớn nhất trên thế giới. Nó sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang hạt nhân chiến lược Nga. Vladimir Dektya, nhà thiết kế trưởng tại phòng thiết kế tên lửa Makeyev nơi phát triển -28 rupee Ấn Độ SAMAT, tiết lộ rằng hệ thống kiểm soát của SAMAT được thiết kế cho phép tên lửa này có thể tiếp tục hành trình ngay cả khi bị hỏa lực phòng không đối thủ đánh trúng. Theo quan chức trên, với tầm tấn công 18.000 km, SAMAT có thể nhằm vào mọi mục tiêu trên hành tinh. Ngoài ra, đối phương không thể tính toán chính xác quỹ đạo của đầu đạn tên lửa SAMAT và rất khó phát hiện ra chúng, vì chúng được trang bị thiết bị đặc biệt được thiết kế để tàng hình khi bay cả trong bầu khí quyển trái đất và bên ngoài nó, ông Dektya cho biết. Đại tướng Sergei Karakaev, tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, cho biết quỹ đạo của SAMAT có khả năng thay đổi. Từ quỹ đạo ở Bắc Cực, nếu cần thiết nó có thể chuyển quỹ đạo sang Nam Cực, và nó cũng có khả năng di chuyển theo những quỹ đạo khác, bao gồm khả năng phóng vào không gian. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.